Rồi xin chào các bạn đã trở lại Cô Gái TV nha. Thì hôm nay thì Tuấn làm cái video clip này đó, thì xin cảm ơn tất cả các bạn nha đã ủng hộ Cô Gái TV trong khoảng thời gian vừa qua. Thì nói chung là mình sẽ cố gắng hết sức, nếu mà mình có cơ hội đi đến những cái cu hủ lão làng hay là những anh những chú nào mà chơi cu mà có kinh nghiệm đó, sẽ quay lại để anh em mình cùng xem, cùng chia sẻ những cái kinh nghiệm nha. Và hôm nay thì mình sẽ làm một cái video clip về một cái sản phẩm mà hôm nay thì mình sẽ cho ra mắt trên thị trường nha. Thì các bạn cũng biết rằng là Cô Gái TV thì có cung cấp những sản phẩm là giò cu ra thị trường, là gồm có giò cáp xe 4 nè, giò cáp xe 7 nè, kiểu Việt Nam, kiểu Malai các cái ha. Thì hôm nay thì mình không có gọi là đăng bán trên, làm clip riêng trên cái kênh YouTube của mình, Cô Gái TV. Tại vì nói chung là kinh doanh mà nó nhiều khi nó cũng sẽ phiền hà anh em. Nhưng mà hôm nay thì mình cũng xin mạo muội, xin phép anh em là giới thiệu một cái mẫu giò cu rất là đặc biệt, tại vì số lượng nó có hạn anh em. Hiện tại bây giờ thì mình có một cái mẫu giò, đây anh em mình thấy không? Rất là phổ thông. Nhưng mà cái sự đặc biệt trong cái mẫu giò cu này á, thì mình xin nói luôn, đây là giò cáp xe 7, cũng là dây siêu bền ha, dây suốt cũng là dây siêu bền luôn. Thì cái này đặc biệt hơn so với cái mẫu thường mình bán trên thị trường đó, chính là cái cáp nè, cái sợi cáp nè, thì nó có một cái vỏ lụa bên ngoài anh em ha, có một cái vỏ lụa bên ngoài nha. Thì hiện tại bây giờ đó mình chỉ có khoảng 200 chân thôi, cái số lượng cáp mà có vỏ lụa này mình hiện tại bây giờ có khoảng 200 chân, mình không có số lượng nhiều nên thực tế ra mà để cung cấp rộng rãi ở thị trường á, thì mình không có không 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 có cung cấp rộng rãi ở thị trường được. Thì anh em cũng thông cảm ha, và anh em nào mà đặt trước á, thì mình xin phép là chia cho anh em đó trước. Thì cái cáp C7 này là cái số nhỏ nhất luôn, cái số nhỏ nhất, và bên ngoài nó có một cái tấm vỏ lụa, một cái tấm vỏ nhựa ha, đây tấm vỏ nhựa đây anh em mình thấy không đó. Đây tí xíu nữa mình quay quay ngược lại cái camera lại anh em mình sẽ thấy rõ hơn ha. Thì cái tấm nhựa này nè, đây nó sẽ giúp cho cái giò cu của mình á, nó đàn hồi, nó không bị cóc anh em ha, nó không bị gãy. Nó sẽ giúp bảo vệ cái cọng giò của mình rất là tốt ha. Thì hiện tại bây giờ đây là cái mặt hàng mà có thể nói là khá là VIP nhất của bên mình hiện tại bây giờ, nên mình muốn quay lên đây để cho anh em cu thủ, những cái fan, những cái bạn mà đã ủng hộ Cô Gái TV trong thời gian vừa qua, có thể biết đến và sở hữu những bộ giò này ha. Thì một bộ như vậy thì chỉ 5 chân thôi các bạn, mình chia nhỏ ra, tại vì cái giò này nó nói chung là dành cho anh em nào mà quýnh bỏi, gọi là bỏ trận á, bỏ trận mà làm clip rồi đăng YouTube rồi đó, thì mình quýnh cái này ha, nó chất lượng, nó yên tâm hơn. Thì cái bộ 5 chân như thế này là giá là 80.000 đồng, 80.000 đồng nha, 5 chân, chân vẫn là chân inox ha, dây siêu bền, dây số 5. Và đặc biệt cái này đó thì nó có nhiều cái ưu điểm lắm các bạn. Thì thứ nhất là nó không có cóc cái sợi cáp nè, cái giờ cáp xe 7 thì sợi cáp nó hay cóc nhưng mà mình có thể sửa được nha, nhưng cái này thì không có cóc. Thứ hai nữa đó là khi mà cái dây suốt nè, cái dây chân á mà nó quấn vô, khi mà dính á, nó rắn, nó rối á, thì mình dễ gỡ, tại một cái là gân, cái là dây siêu bền, dây dù, nên nó rất là dễ gỡ anh em ha. Thì đó là hai cái ưu điểm mà mình nghĩ là rất là thuận tiện cho anh em mình khi mà mình đi đánh cu, mình không có thời gian gỡ giò hay là gì đó, mình muốn nhanh gọn lẹ thì mình có thể sử dụng cái này. Thì để Tuấn sẽ cố gắng tìm cái nguồn mà cung cấp cái nguồn mà hàng về cái cọng cáp này nè, có vỏ lụa nè, để Tuấn sẽ làm số lượng nhiều và sau này sẽ chia cho anh em nó đại trà hơn. Còn hiện tại bây giờ mình chỉ có 200 chân thôi, thì cũng anh em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của Tuấn ha. Thì số điện thoại của Tuấn thì Tuấn sẽ để bên dưới đây để anh em mình có thể là tiện liên lạc ha. Thì một bộ như vậy là 5 chân 80.000, chưa bao gồm phí ship anh em ha. Thì anh em nào mà có nhu cầu thì có thể ủng hộ ha. Đây. Rồi khi kết thúc cái video clip này đó thì Tuấn sẽ để một số hình ảnh của các
các chân giò này để cho anh em mình cùng theo dõi ha, tiện quan sát ha. Rồi, rồi anh em mình đi xem chi tiết cây giò nó như thế nào nha. Rồi. Rồi anh em ha, thì đây là cái chi tiết của một cái cây giò mà có cộng cáp C7 mà có vỏ nhựa bên ngoài đây. Thì anh em mình thấy là cái vỏ nhựa này nó sẽ nghe mang một cái màu ngà ngà vàng vàng ha. À, giống như cái màu cỏ khô vậy đó, rất thuận tiện cho anh em mình đánh trên cỏ hay là tránh ngụy trang ấy. Dưới đất ấy, nó rất là tiệp màu. Thì cũng theo cái nguyên bản cũ đây, đây là cái chân inox khoan hai lỗ ha, lỗ bên dưới, lỗ ở trên đầu để giữ cho cái cọng cáp mình nó chắc hơn đây. Thì cái đầu ở trên đây đó thì mình thiết kế đó là mình tóm đầu, tóm đầu rất là mà là nhuyễn ha, nói chung là rất là nhuyễn, nó không bị vướng khoen. Đây anh em thấy không, là cái cọng ở trong là màu đen nha, đây nè, cái cọng ở trong màu đen và cái lỗ, cái vỏ lụa bên ngoài màu trong, màu đục đục đó, nó ra tạo thành một cái màu vàng vàng đó, anh em mình xem kỹ nha. Đó thì cái độ nhạy của nó đó thì anh em mình có thể xem đây, cái độ nhạy của nó thì cũng rất là nhạy đó, nó suốt, nó không có vướng, nó không có vướng chỗ nào hết đó. Mình gỡ lại mình làm lần lần nữa cho anh em xem nha. Đây đây nè, đó nó không vướng, nó đi luôn. Khi mà con chim nó dãy 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 đó, đó đó là nó dãy, nó không bị cóc ha, đó trở lại hình dạng ban đầu luôn đó, là cái cáp nó trở lại hình dạng ban đầu. Thì cái loại này hiện tại bây giờ thì theo mình biết thì trên thị trường là chưa có, thì bên mình cung cấp ra thị trường là đầu tiên, thì cũng mong là anh em mình đóng góp chia sẻ cái ưu và nhược điểm nó khi trong cái quá trình mà chúng ta đánh ha. Thì cũng mong anh em đóng góp nhiệt tình. Rồi khi mà anh em mình đánh mà mình khi mà đánh thì mình gặp những cái sự cố ngoài ý muốn, ví dụ như là lỗi nhà kia, lỗi nhà sản xuất á, ví dụ như là đứt cáp hay là đứt dây siêu bền rồi đó, thì bên mình có một cái chế độ hậu mãi, đó là chính là một đền một. Ví dụ như anh em mua bộ 10 chân thì bên shop bên mình sẽ gửi tặng lại một bộ 10 chân, hay là đứt một chân vẫn tặng lại 10 chân nha. Nhưng mà anh em phải cho hình ảnh cụ thể, với lại nói chung là cái gì nó thật nhất để cho shop có điều kiện mà gửi lại anh em ha, chứ không có gì gọi là hoàn mỹ 100% hết. Thì trong quá trình sử dụng mà có trục trặc gì thì cứ báo liên hệ với mình ha. Rồi cảm ơn anh em đã xem video clip, chúc anh em một ngày tốt lành nha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều.